bước đầu xác định thông tin về tài xế tử vong trong ô tô chở học sinh tiểu học. Nhiều người dân tá hỏa khi phát hiện một người đàn ông. Chết gục trên vô lăng, trong chiếc xe ô tô loại 16 chỗ, chở học sinh tiểu học. Ngày 11 tháng 9, trưởng công an xã Hồng Vân. Huyện Thường Tín Hà Nội, ông Nguyễn Văn Thể, xác nhận vụ việc, một người đàn ông đã tử vong, trong ô tô trên địa bàn. Theo đó vào chiều tối cùng ngày, nhiều người dân tá hỏa, khi phát hiện một người đàn ông, chết gục trên vô lăng trong chiếc xe ô tô loại 16 chỗ mang biển kiểm soát 29B.08516 có ghi rõ là xe của trường tiểu học Mai, có trụ sở ở quận Hoàng Mai vẫn nổ máy. Đỗ trên đê. Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng, cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt để bảo vệ hiện trường và thông báo cho cơ quan cấp trên điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền. Hiện tại chưa xác định được danh tính tài xế. Qua nhận định ban đầu, nạn nhân khoảng hơn 30 tuổi, là người huyện Thanh trì, Hà Nội nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ